Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi channel Tiểu Bang Arizona và chào mừng mọi người đến với cái series luyện thi đề tóc ở Mỹ. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái phần tiếp theo, câu 101 nha. Để mình đọc mọi người cùng tham khảo. Tập hướng dẫn được xuất bản bởi OSHA để bảo vệ chống lại máu sinh mầm bệnh. BBB là A. Sự quản lý thuốc thức ăn. B. Biện pháp phòng ngừa và toàn bộ. C. Hành chánh bảo vệ môi trường. Và D. BBC. Thì câu trả lời là câu B. Thì mình xin lưu ý rằng với mọi người rằng là mình chỉ làm và mình đọc câu trả lời đúng. Mình không có một số câu thì mình không có hiểu và mình không có chuyên đề về tóc. Mình chỉ làm để mọi người tham khảo ha. Cho nên mình không có giải thích. Mình chỉ đọc và đọc câu trả lời thôi ha. Đặc trưng của bệnh nấm da đầu: A. Những sẵn đỏ. B. Những mụn nước xanh. Và C. Những mụn nước sâu xanh lá. D. Những mụn màu vàng. Câu D là câu trả lời chính xác. Vùng nhọt là nhiễm trùng do vi khuẩn của một vùng: A. Da. B. Móng. B. C. Da đầu. Và D. Nang tóc. Thì câu trả lời là D. Nang tóc. Câu 104. Các chất được sử dụng để trung hòa hoặc nâng cao độ pH của sản phẩm tóc nhiều là A. Khí ammoniac. B. Alkan gì đó tính chất của alkali, oxy già. Và D. Thuốc tẩy thì dùng oxy già nha. Câu C. Phần nào trong bàn tay là những đầu tận cùng dây thần kinh hầu như phong phú nhất? A. Lòng bàn tay. B. Ngón cái. B. Đầu ngón tay. Và D. Cổ tay. Thì là đầu ngón cái nha. À, sorry, đầu các ngón tay là nó về nhiều dây thần kinh nhất. Hầu hết các cơ bắp mà di chuyển bàn tay và những ngón tay nằm ở A. Cẳng tay. B. Cơ bắp thịt ba đầu. C. Bắp tay. Và D. Cổ tay. Rồi, câu D là câu cổ tay nha. Phản ứng oxy hóa khử có nghĩa là chuyển đổi sự oxy hóa hạt A. Nhiệt. B. Nước. C. Rượu. Và D. Chất khử hoặc là hóa học á. Gọi là câu D là chính xác ha. Sự đốt cháy là sự oxy hóa nhanh của một chất đi cùng với A. Lạnh và tối. B. Nhiệt và ánh sáng. B. Hơi khí và chất lỏng và khí. Câu D chính xác nha. Tóc khô cứng không bao giờ nên cách quá ngắn gần với A. Chóp mũ. B. Đỉnh hai bên thái dương. Và dây đầu. Thì câu trả lời là câu đỉnh ha. Tóc khô cứng không nên cách quá ngắn ở đỉnh đầu ha. Những thuật ngữ thôi vừa hay mịn được nhận định bởi cái gì? A. Độ thấm. B. Độ đàn hồi. C. Kết cấu. Và D. Mật độ. Và câu trả lời là câu C. Kết cấu. Câu tiếp theo. Quá trình sinh sản của các tế bào sinh sản được gọi là A. Sự giáng phân. B. Sự tăng trưởng. Và C. Sinh sôi. Và câu D. Sinh. Thì câu trả lời là sinh sôi. Câu C ha. Người hành nghề nên sử dụng cái gì để chải bộ tóc dạ ẩm ướt? A. Cái lược đuôi. C. Cái lược kiều. C. Chổi giòn. Và D. Cái lược răng thưa. Câu trả lời là câu D nha. Đặc tính của cái lược kim loại là A. Tóc thẳng. B. Truyền nhiệt và giữ nhiệt. C. Tóc cháy xém. Và D. Tóc cong hoặc là quăng. Thì câu trả lời là câu B. Nhiều khách hàng quay lại thẩm mỹ viện một tuần sau khi đã làm móng đã làm cho lớp da ngồi đỏ và chứa đựng mủ. Điều này một trong những triệu chứng của A. Nhiễm trùng vi khuẩn. B. Nhiễm trùng virus. C. Sinh ra nhiễm trùng máu. Và D. Không khí sinh ra nhiễm trùng. Thì câu trả lời là câu A. Nhiễm trùng vi khuẩn. Xoa bóp da đầu được thực hiện trước A. Chất hóa học làn sông. A. Chất hóa học làn sông. B. Mực làm cho bớt sáng. Và C. Thuốc tẩy. Và D. Dầu gội. Xoa bóp da đầu thực hiện trước khi dầu gội ha. Câu 16. Để giữ an toàn và tránh những vấn đề căng thẳng và bàn chân, người hành nghề cần phải mang A. Giày gót phẳng. B. Giày cao gót. B. Giày gót thấp. Và câu D. Những vụn bê bối. Thì câu trả lời là câu C. Để tránh gặp trường hợp về gót chân thì mang giày gót thấp ha. Làm sáng
phải được chuẩn bị sẵn sàng A. Trước khi chọn cho khách, B. Ngay lập tức trước khi áp dụng và sau khi, câu C. Sau khi bỏ đồ ra bàn, câu D. Khách hàng đi bộ trên mỹ viện. Câu B là câu trả lời 2, ngay lập tức trước khi áp dụng ha. Trong xoa bóp, cái khăn tròn tóc là để giữ cho tóc A. Sạch sẽ trên khuôn mặt khách hàng, B. Khô, C. Mềm và D. Ẩm. Thì đương nhiên câu A, sạch sẽ trên khuôn mặt khách hàng. Tại sao kỹ năng trên gợn xong bằng ngón tay quan trọng đối với người đang hành nghề? Tại sao kỹ năng trên gợn xong bằng ngón tay quan trọng đối với người mình không hiểu câu hỏi lắm, chúng đọc câu trả lời đi ha. Tạo làn sóng hoa văn, B. Ngón tay sâu linh hoạt và C. Là nền tảng của kiểu thiết kế. Câu D. Tóc nằm dễ dàng và phong cách. Thì câu trả lời là câu C. Nói chung là mình không hiểu câu 19 này nó nói cái gì hết. Cái vì tốt nhất, nói chung là cái gì tốt nhất chứ không phải là cái vì đâu. Hay phải không ta, hay cái vì. Tôi đọc theo nguyên mẫu đó đi ha. Cái vì tốt nhất mô tả việc áp dụng sơn móng tay vẽ viền trên đầu móng tay. A. Đầu tiên sơn màu hồng mềm trên đầu móng tay. Đầu tiên màu hồng mềm trên đầu ngón tay. B. Sơn trắng toàn bộ trên đầu móng tay. C. Sơn hồng em bé và màu trắng. Câu D. Sơn một tí màu trắng trên đầu ngón tay. Và câu trả lời là câu A. Cái gì khó và có tính đặc biệt của ống rút tạo ra làn sóng hóa chất? A. Cuộn chặt hơn. B. Cuốn hoa văn. C. Làm nhẹ nhàng thành làn sóng. B và D là mềm. Câu trả lời là câu B nha. Cuốn hoa văn. Màu sắc thứ nhì dùng để trung hòa màu đỏ là A. Màu xanh. B. Màu tím. Và C. Xanh lá cây. Và cuối cùng câu D. Xanh màu vàng. Thì câu thứ hai thì màu sắc thứ nhì để trung hòa màu đỏ là màu xanh lá cây. Cơ quan chịu trách nhiệm kiểm tra những chất khử trùng có hiệu lực là cơ quan an toàn và sức khỏe nghề nghiệp nha. 2. B. Cơ quan hành chính và bảo vệ môi trường. C. Cơ quan hành chính thực phẩm và thuốc. Và BBC. Thì câu trả lời là câu B, cơ quan hành chính bảo vệ môi trường. EPA phải không ta? Để trung hòa tông màu ấm, người hành nghề cần sử dụng A. Tông màu xanh, tông màu lạnh. B. Tông màu vàng. C. Tông màu tím. Và D. Tông màu cam. Thì câu trả lời là câu A, tông màu xanh, tông màu lạnh. Việc sử dụng bằng điện được sử dụng cả hai trong decrustation. Decrustation. A. Cảm ứng dòng điện. B. Mật độ luồng điện cao. C. Dòng điện galvanic. Và C. Tia cực tím. Thì câu C là câu trả lời đúng ha. Đánh bóng bề mặt là dùng để tạo A. Lớp da ngoài, nếp của móng tay, nơi mọc ra của móng tay, nền móng. Thì dùng câu C là câu trả lời đúng ha. Nơi mọc ra của móng tay. Trong chất uống tóc, lớp xương nào của tóc thay đổi? A. Lớp da ngoài. B. Lớp lõi. Và C. Rễ. Cuối cùng là D. Vỏ. Thì câu trả lời là lớp lõi nha. Câu B. Lớp da ngoài bị hư hại và bị sơ xước nguyên nhân bởi A. Bệnh cán móng tay, viêm nền móng, đốm trắng hay là teo. Thì câu trả lời là câu A, bệnh cán móng tay. Thì tóc thì nó có liên quan tới nail nữa. Vết da xước ở phao tay có thể điều trị bởi acetone hay là xà phòng hay là dầu nóng hay là rượu. Mình chọn dầu nóng ha. Massage mặt thao tác không bao giờ nên thực hiện trên da có A. Mụn đầu trắng, mụn thông thường, mụn đầu đen và mila thì mụn thông thường ha. Câu B. Trong quang phổ có thể nhìn thấy bước sóng dài nhất là xanh lá cây hay là đỏ hay là vàng hay là xanh da trời. Thì bước sóng dài nhất là màu đỏ nha. Để tút lại màu sáng nên bỏ màu nơi tóc mới tăng trưởng. A. Da đầu kết thúc. B. Đường phân khúc ranh giới kết thúc. A. 1/2 inch kết đến kết thúc. Và D. Lên đến phần chia ranh giới của hai màu tóc. Câu là câu D là câu trả lời chính xác. Phần được chia hay là phân đoạn nhỏ trong khi làm
tẩy tóc nên A 1/8 inch, 1/2 inch, hay 1 inch, hay là cuối cùng là 1/4 inch, thì còn trả lời là 1/8 inch nha. Trong hóa chất uốn tóc, thời gian xử lý trong quyết định bởi kết cấu tóc và tính đàn hồi và độ sáng màu sắc, ánh sáng hay là độ thấm và cuối cùng là mật độ, thì câu trả lời là câu C. Những hình dạng của cơ sở được nhắc nhở khuyến khích để ngăn chặn chia tách tại mặt trước của hairline là gì? A. Hình tam giác, B. Hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn. Và câu trả lời là câu A, hình tam giác. Bằng cách nâng cao hay hạ thấp ghế theo kiểu thiết kế, người đang hành nghề có thể ngăn ngừa vai lưng sức khỏe, sức mạnh, tính linh hoạt và những vấn đề. Thì câu C là câu trả lời chính xác ha, mang tính chất linh hoạt. Nơi sinh sản cho vi khuẩn gây rối loạn da đầu là A. Hợp vệ sinh, B. Dầu gội không đúng hoặc không đều, tình trạng điều trị thâm suốt và dầu nóng. Câu trả lời là câu B ha, dầu gội không đúng hoặc không đều. Dầu gội đầu không tốt cho tóc, thường chứa A. Chất kệm, B. Acid, độ pH cân bằng. Dầu gội làm sáng thì dùng, nó chứa chất kệm thì không tốt cho tóc. Kiểu tóc phản xạ ánh sáng tốt nhất là tóc quăn, tóc uốn hay là tóc thẳng dài, và tóc ngắn thì đương nhiên là tóc thẳng dài thì nó phản xạ ánh sáng tốt hơn. Trong kiểu tóc thiết kế để bù lại quai hàm vuông, người đang hành nghề nên sử dụng A. Lớp cùng, B. Xếp thành lớp từng lớp, xếp thành từng lớp tạo thành đường cong viền, hay là các cần da đầu đương nhiên là tạo thành những đường cong viền thì nó che được cái khuôn mặt quai hàm của người nó hơi vuông ha. Câu tiếp theo, câu 141, sửa các mỏng là để loại bỏ bớt độ dày của tóc nhưng không quá số lượng lớn. Câu A, thêm sự chuyển động, B, rút ngắn chiều dài của tóc, C, tạo ra một kiểu tóc mới, D, tạo ra cuộn. Thì câu trả lời là câu A, thêm sự chuyển động nha. Mục đích của choàng khăn qua ghế để A, giữ ghế không bị bụi, nơi làm việc khô ráo, đảm bảo vệ sinh cho khách hàng. Thì câu cuối cùng, giữ vệ sinh, giữ khách hàng khô ráo, và câu trả lời là câu D, giữ cho khách hàng khô ráo. Một nguyên tắc được sử dụng trong cắt tóc để A, xác định chiều rộng, kiểu tóc tốt, sự uyển chuyển của tóc, thiết kế chiều dài, thiết lập chiều dài. Thì câu trả lời là câu C, sự uyển chuyển của tóc nha. Phần đầu tiên trong việc cắt tóc là A, dầu gội đầu, tạo hình kiểu mẫu là hình thành độ thấm và kết cấu. Thì câu trả lời là câu B, tạo kiểu mẫu nha. Lợi ích của việc tạo ra kiểu đẹp sẽ cho kết quả A, kiểu tóc tốt, dễ dàng đối với kiểu tóc, sống lạnh nhanh hơn, sử dụng ít màu mè hơn. Câu trả lời là dễ dàng đối với kiểu tóc là câu B. Tất cả các loại lược, bàn chải và khăn phải được A, giữ khô, rửa sạch với xà phòng, nước xà phòng, khử trùng trước khi sử dụng trên mọi khách hàng. Câu C là câu trả lời chính xác ha. Thành phần nguyên tố trong tất cả hóa chất dung dịch uốn tóc là A, nước oxy già, hay là silicon, hay là ammoniac, hay là thiocolate. Rồi câu C là câu trả lời ha, amotio gì tiếng Anh dài quá không đọc được. Mấy cái từ tiếng Anh thậm chí người bạn ngữ họ cũng khó đọc lắm nha, chứ không phải riêng mình đâu. Người bạn ngữ họ cũng khó phát âm những cái từ tiếng Anh này lắm đó, đôi lúc phát âm không đúng á. Nó không phải như tiếng Việt đâu, tiếng Anh là nó không có quy tắc đọc đâu, có người đọc kiểu này, có người đọc kiểu khác, rồi nó truyền miệng thôi. Còn tiếng Việt thì mình nó có quy tắc cho nên dễ dàng hơn. Rồi nó tiếp theo, hóa chất uốn tóc không nên thực hiện trên tóc có A, thuốc nhuộm, có muối kim loại, có thuốc tẩy, B, màu nhẹ nhàng dẫn xuất analyte, sự ép bằng nhiệt khó khăn. Rồi câu A là thuốc nhuộm có khúc muối kim loại ha, metallic dry. Rồi câu 149, trong cái cuộn tóc nên được giữ một cách an toàn trên không nền tảng nửa nền tảng nửa nền tảng
Và câu D, nền tảng bên ngoài thì đương nhiên là câu C, câu là chính xác, nền tảng. Hóa chất uống tóc mới được, đọc lại ha, hóa chất uống tóc mới nên được chăm sóc đưa đến. A, ngăn ngừa tóc từ tạo hình, ngăn ngừa tóc từ tạo hình cá tính đặc biệt. Câu B, tránh cuốn lỏng. Câu C, trên mô hình sóng xoải và tóc quăn. Thì câu A là câu trả lời ha, chính xác. Để làm ráo nước, đọc lại ha, sorry. Trong lúc xoa bóp cái cơ bản, người hành nghề nên tránh xoa bóp. A, để làm ráo nước trong những tuyến bạch huyết, điều trị mụn trứng cá, hóa chất gây ra, làn da dầu tự do. Là câu C là câu trả lời ha, hóa chất gây ra. Cái gì gây ra sự bẻ gãy tóc trong hóa chất kềm alkali? A, rửa. B, sự hòa tan uốn tóc quá mạnh, tóc quấn quá chặt xung quanh mỗi cuốn tóc, thời gian xử lý thiếu. Thì câu C là câu trả lời chính xác. Cái gì không được sử dụng trên tóc giả? A, mực. B, màu nhẹ. C, tất tẩy. Và D, uốn quăng. Đương nhiên tất chất tẩy thì không nên sử dụng trên tóc giả. Rồi, phạm vi độ pH dầu gội đầu mà tốt cho xử lý màu tóc là từ 0 đến 3.5, từ 2.5 đến 6.5, từ 4.5 đến 5.5 và cuối cùng 6 đến 7 thì đương nhiên là từ 4.5 đến 5.5 là câu C ha. Khi nào nên ghi lại khi làm màu tóc? A, mỗi tuần một lần, 2 tuần một lần, mỗi 6 tháng, tất cả thời gian khách nhuộm hoặc tút lại ha, chọn câu D ha. Mỗi lần mình làm thì mình làm ghi lại. Da mọc câu 156. Da mọc trành dưới đầu móng là da nằm dưới mặt móng, dưới móng tay, nếp móng, nơi mọc ra của móng. Rồi câu B là câu trả lời chính xác ha. Tuyến sản xuất mỡ nhân là tuyến gì? A, tuyến mồ hôi. B, tuyến mật. B, tuyến bã nhờn. Và cơ quan thận, nhưng tuyến bã nhờn ha. Câu C, những lớp da chứa đựng các mạch máu. A, mô liên kết. B, biểu bì. C, lớp sừng. Và D, lớp sáng. Tuy nhiên là mô liên kết là chính xác. Dây thần kinh bao giờ được kích thích bởi đụng hoặc áp lực và vùng cát mang móng tay, cột sống. Đây là B, cảm giác, thần kinh trung ương, hệ thống thay dây thần kinh tự trị. Chung là câu B là câu trả lời chính xác. À, cái áp lực thì mình kích thích mình áp lực thì nó có gây cảm giác. Lớp gì của da chứa đựng tuyến mô dầu? À, lớp chân bì, lớp biểu bì, lớp mang và lớp bông. Thì câu A là lớp hạ chân bì ha. Câu A là câu trả lời chính xác. Nếu người làm việc được đưa lên cắt trong khi ở thẩm mỹ viện, những dụng cụ liên lụy trong khi cắt nên khử trùng trong nước khoát với phenol, giải pháp diệt khử trùng lao, rượu cồn hay dung dịch formalin. Câu B là câu trả lời chính xác nha. Diệt trùng dụng cụ là A, diễn ra trong túi đồng phục, ngăn kéo, tốt nhất được cất trong ngăn trong hộp sạch khô sạch đậy nắp. Và câu D trên quầy hàng, đương nhiên là câu C ha. Cất trong cái hộp sạch và đậy kín. Tính truyền từ người này sang người khác gọi là gì? A, không khí mang máu, sự lây truyền và virus, đương nhiên là sự lây truyền rồi. Một dạng không gây bệnh được gọi là thực vật hồi sinh, thực vật hình que, cầu khuẩn, cầu xoắn. Thực vật hồi sinh thì không gây bệnh ha. Khử trùng không thể diệt vi trùng trong giai đoạn nào? A, đang hoạt động. Những bào tử có thể lan truyền và virus, thì những bào tử là nó co lại nên tạo một cái lớp ngồi bên cùng cho nên thuốc không diệt được ha. Ở đâu là sự tái sinh tóc mới? A, vỏ nhú, hay là C, cũ, hay là D, lõi, đương nhiên là trong cái nhú ha. Một sự kết hợp làm gợn sóng của móng tay và cuốn kẹp là A, uốn sóng. B, sóng hòa văn. D, đỉnh sóng. Và câu D, những sóng nhảy là câu D ha. Một chất bôi trơn chống nước
được dùng cho da và tóc đều là A, chất mã nhờn, những silic acid hay là alkali ha, alkaline minus silic ha. Câu B, những gì được xem là độ pH trung tính là 7 chấm ha, trung tính là 7 chấm. Dưới á, thì axit trên là pH hay sao á, đúng không? Dưới 7 là axit mà trên là kiềm. Để giảm tối thiểu cặp mắt rộng, người hành nghề cần làm gì? Vẽ lông mày hướng về thái dương hay là mở rộng lông mày bên ngoài góc bên trong của mắt, làm tối mí mắt, sử dụng bóng đổ cho làm cho sắc điệu hình bóng mắt. Thì câu B, mở rộng lông mày bên ngoài góc bên trong của mắt ha. Câu B. Câu 171, cái gì làm tốt nhất cho sự nâng cao? Sự nâng cao à, câu A, sắp thành từng lớp. B, góc cạnh tóc được giữ để các hạt đưa độ dốc lên. B, quá mức độ. Và câu B, câu D 45 độ. Thì câu B là câu trả lời chính xác ha. Một cái 90 độ trong tóc bị cắt, sử dụng mái tóc sẽ được A, lớp. B, cuộn dao. D, đầy đủ. Và tính di động cao là câu D ha, tính di động cao. Sự trơn trượt là quá trình của cuộn thưa, tỉa tóc với keo răng cưa, kéo răng cưa thêm trọng lượng. Và câu D làm cho tóc trơn. Thì câu B là câu trả lời chính xác ha. Bao nhiêu lần quấn đầy đủ khuyết trương xung quanh cái ống hóa chất uốn tóc? Một vòng, hai và nửa, một và nửa, hai. Thì đương nhiên câu B là câu trả lời hai và một phần, hai và nửa hay hai rưỡi á. Sự oxy hóa chất sử dụng phổ biến nhất là những gì? A, oxy già, thuốc nhuộm tóc. B, nước cất, dầu dưỡng tóc và dầu protein. Thì câu A là oxy già ha, thuốc nhuộm tóc. Thành phần chính cơ bản trong tóc duỗi là A, ammoniac H2O2 làm sáng hơn mật. Thì đương nhiên câu B là câu trả lời ha, H2O2. Trước khi làm màu tóc nên làm sáng tóc trước để dễ vàng nâu nhạt, vàng nhạt hay là vàng hồng da cam hay vàng nâu. Đương nhiên là câu B, vàng nhạt. Trước khi nhuộm màu, thời gian cho kiểm tra là bao lâu? A, 8 giờ, 12 giờ, 24 giờ hay là 72 giờ. Và câu trả lời là 24 giờ nha. Khi nhổ lông mày, người hành nghề phải A, nhanh chóng kéo tóc về hướng đối diện, ngược lại, ngược sự tăng trưởng. Nhổ lông tóc đến lông mày, kéo từ từ tóc theo hướng tóc mọc và kéo từ từ tóc về hướng kiểm tra. Thì đương nhiên là theo hướng tóc mọc, câu C ha. Cái nào dưới đây có thể loại bỏ tạm thời? A, thuốc tẩy, thuốc làm rụng lông, điện phân và cạo râu. Thì đó là điện phân. Câu 181, cái gì dùng để gắn chặt cái móng thật và móng giả? Đó là gì? Chất kết nối giữa bột và móng thật, keo đúng không? Phải dùng keo mà dán chứ. Cái gì là nguyên nhân gây ra nấm trên móng? A, bàn chạy bẩn, bột acrylic cũ hay là cái cọ chạm trên mặt nhám của móng. Câu D, những bột bong bóng không khí và sự ẩm ướt mắc kẹt trong móng nhân tạo. Thì đương nhiên là câu D ha. Cái gì sẽ xảy ra với tóc nếu buộc băng và vòng xoắn kéo dài quá nhiều trên cái ống cuốn? A, cuốn chặt. B, uốn cao. C, uốn quăng. Và sự bè gãy tóc. Đương nhiên là câu A, uốn chặt. Để ngăn ngừa bị thương tới cổ tay trong lúc cắt tóc, người hành nghề phải A, kéo tỉa thật chặt, giữ cổ tay ở vị trí thẳng, điều chỉnh đầu khách hàng, chỉ sử dụng dao nạo, dao cạo. Thì đương nhiên là giữ cổ tay thẳng ha, câu A. Câu B, cái gì sẽ xác định kích thước của làn sóng trong hóa chất uốn tóc? A, sự lồi lõm của ống cuốn, ngăn chặn hay là số lượng dung dịch uốn tóc. Và cuối cùng câu D, kích thước của ống cuốn ha. Hydrogen peroxide được sử dụng trong màu tóc hoặc màu sáng như à, hòa tan với thuốc nhuộm nền tảng hay là cơ sở, sự trợ giúp tăng nhanh độ thuốc và làm trung hòa. Đương nhiên là câu C ha. Câu C, làm tăng nhanh độ thuốc. Sự hình thành chính của một cái uốn tóc hay cái sóng trên cuốn tóc à,
tròn hoa văn, mô hình kiến trúc. Ống cuốn lõm, ống cuốn lòi đương nhiên là mô hình kiến trúc cầu B. Người hành nghề phải tuân theo tiêu chí kiểm soát lây nhiễm trên để ngăn chặn A. Không lây bệnh, không vi khuẩn hữu ích, vi khuẩn có thể gây bệnh và phân bạo có tơ. Về câu C ha, vi sinh vật có thể gây bệnh. Sau khi tẩy hoặc làm sáng tóc, một số vùng tối trên thân tóc người hành nghề cần phải A. màu đậm, B. chỉnh sửa lại vùng sáng, B. chỉ bỏ thuốc và làm sáng trên vùng tối, hay dùng màu lấy ra. Thì câu C là câu trả lời ha, bỏ thuốc làm sáng trên vùng tối ha. Những yếu tố duy nhất nào của tóc chỉ cho phép nó hấp thụ chất độn hay trám? Độ thấm, độ đàn hồi, kết cấu và mật độ, đương nhiên là độ thấm ha. Những chất khử trùng nên được sử dụng A. trên những dụng cụ không thấm, dụng cụ thấm, dụng cụ bằng gỗ và hộp bằng kính, thì đương nhiên là dụng cụ không thấm ha, câu A. Lớp da ngoài khô trên móng tay có thể được điều trị A. Kết nối giữa móng và móng giả và móng thật, kết kem thoa da dầu nóng không phải là thuốc chữa bệnh đau nhức hay sưng bong gân. Câu C loại bỏ lớp da hư. Và câu D acetone đương nhiên là câu B ha. Những cái lược không nên bỏ trong A. bao nhựa, bỏ trong túi đồng phục, trong hộp sạch, ngăn kéo kim loại, đương nhiên là trong túi đồng phục ha, thì không nên bỏ trong đó. Nền tảng của tóc bắt đầu của kiến trúc được gọi là nền tảng, hay là thân, hay là đường uốn, hay là biểu bì, đương nhiên là thân tóc á. Người hành nghề có thể làm lại tóc tẩy sáng sau khi phục vụ một tóc tẩy trong vòng bao nhiêu? A. 12 giờ, 24 giờ, 48 giờ và 72 giờ. Và trong vòng 48 giờ ha, 3 ngày. Để khử trùng đúng cách, cái nào nên dùng cho dụng cụ? A. Độ thấm cao, nguyên liệu, kim loại và thân xốp. Đương nhiên là câu C, kim loại ha. Dung dịch kiềm ở xà phòng gội đầu, ở da khi nước xả, nên dùng nước gì? Nước khoáng hay nước suối hay nước lọc hay nước giếng? Đương nhiên là dùng nước lọc ha. Cái gì làm sạch cho sự bay hơi? Oxy hóa, nhiệt độ và ánh sáng, khí và chất lỏng, dầu và nước, nhiệt và khí đốt. Đương nhiên là câu A, nhiệt độ và ánh sáng sẽ làm cho sự bốc hơi bay nhanh hơn ha. Sử dụng phù hợp bằng chải, lược và các dụng cụ phải được thực hiện A. khử trùng trước khi sử dụng cho mỗi khách hàng, nơi cái hộp dơ bẩn, khử trùng vào cuối ngày làm việc, sử dụng nước quát khi thời gian cho phép. Đương nhiên là câu A ha, trước khi sử dụng mỗi khách hàng. Câu 200, màu sơn môi phải được áp dụng bởi A. bông bảo đảm, miếng gạt bông, bột biển, chổi môi. Đương nhiên là dùng cái Q-tip ha, nó dịch ra bông bảo đảm thì mình không hiểu đó. Nói chung là Q-tip thì mình hiểu hơn. Màu sơn môi được áp dụng bởi Q-tip ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem cái video thứ hai của mình về luyện thi đề tóc. Hy vọng cái video mình có ích, và nhớ mọi người thấy nếu như thấy video mình nó hữu ích cho đến một ai đó thì có thể các bạn share giúp mình ha. Nếu mà bạn thích video của mình á thì like, không thích thì dislike. Nếu mọi người thấy câu gì không ấy thì cứ việc comment, góp ý cho mình. Rồi, quan trọng là các bạn nhớ subscribe cái channel của mình và nhấn cái chuông bên cạnh ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video của mình và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye!